Tới cái chị yêu ơi, trời ơi, nay vào live sang sale về nhà rất là nhiều váy xinh hơn. Đây, 149k cái đầm beo của em nè, còn hai size cuối ML. Chị yêu nào đang khoảng tầm dưới 55 cân cho em mình chốt nha, có hai size thôi hết hàng rồi ấy chị. Đầm này size lớn rồi nha. Chị nào mà thích váy beo, em còn beo kiểu khác ha. Này em còn cái beo này nè. Cái beo này thì sẽ còn full size hơn. Đó, coi mình ưng mẫu nào thì bình luận bên dưới rồi em sẽ giới thiệu nha. Đây, em sẽ móc nó lên đây một xíu nè. Rồi, muốn xem mẫu nào bình luận bên dưới cho em ha cả nhà. Em mặc trên người là mã số 1509 ạ. Đồng này xem 149 ngàn luôn, còn hai size cuối là M và L. Chị nào khoảng tầm 55 cân quay đầu cho em mình lên đơn. Để em ghim giá nè, 1509 149 ngàn. Đó, muốn coi mẫu nào phía sau em bình luận bên dưới nha. Ví dụ như là chị coi váy váy dài. Đây, váy xanh hoa trắng dáng dài nè. Rồi bên này là đầm ren hay là cái này là đầm da beo. Đó, muốn coi mẫu nào phía sau bình luận để em biết em thay mẫu nha. Em đang là váy lụa nha chị Nguyễn Thảo ơi, đầm em mặc là váy lụa mango ha. Chị yêu nào thấy được livestream của em mình có thể chấm bài tương tác không nè. Đó, mình bình luận chấm 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 giúp em để không có bị ẩn comment, không có bị trôi bài ha. Rồi 149 ngàn luôn, xả hàng lỗ vốn, hai size cuối ML. Hai size cuối cùng ML nha, tranh thủ giúp em. Có mẫu nào mới sale không em? Trời ơi, nhiều lắm chị. Đầm mới sale bao la. Có lẻ size có, full size có. Mình đang tìm đầm như nào, ví dụ như là đi chơi, đi làm đó, đi du lịch hay là đi tiệc. Rồi bình luận bên dưới ha, em sẽ giới thiệu từng mẫu. Đầm em mặc thì đi đâu cũng được, mẫu này đi đâu cũng xinh hết, nhẹ nhàng, đơn giản, thậm chí mặc ở nhà cũng dễ thương nữa. 149 ngàn đồng chốt đơn giúp em, mã số là 1509. Đầm tay dài cổ sơ mi hả chị, mẫu phía sau em đúng không ạ? Cái đầm này đúng không? Rồi mã này của em là 1566, khoan đợi em xíu nha. Đợi em một xíu chị yêu ơi, em kiểm tra coi cái mẫu đó hôm nay bao nhiêu tiền, được giảm bao nhiêu nha. 1566. Đầm sau em là váy maxi ha, maxi maxi dáng dài, tay dài, bo thun eo. Rồi mẫu đó em còn cho đang sale là 369 ngàn chị yêu ơi, 369. Và em có cho mình màu khác nữa đó. Cái kiểu đó có màu khác nữa chị yêu ơi, chị thích màu hoa đó không? Thích màu hoa đó không hay là thích màu khác? Em vẫn còn. Em vẫn còn cho mình nè, hoa. Đây, dáng dài bo thun luôn, cái này hoa hoa màu trắng nền đen hoa trắng. Đó, đèn đen hoa trắng nó bo thun như này nè. Cái xanh cũng bo thun luôn nha. Kiểu nó là bo thun co giãn cho em 2X. Cái này mình coi nè. Đó, mẫu này là eo 95 đồ cho em luôn. Eo 90, 92, 95 cái chị mang đồ nha. Em có cho mình là đèn đen hoa trắng nè. Rồi, đèn xanh hoa trắng. Rồi có bi nữa. Em còn cái bi dáng dài luôn. Đâu rồi, cái bi của em đâu rồi ta? Để em xíu nha. Nè, em còn một cái dáng dài bo thun họa tiết bi nữa nè, ba mẫu luôn. Hiện tại em đang có ba mẫu này là free size cho mình phần eo ha. Đó, muốn coi mẫu nào thì nhắn em nha. Dáng dài đồng giá 369. Đồng giá 369 là em chào chị Dương nè, chào chị Song Anh. Mẫu mang hả chị 150, mẫu mang chỉ có 149 thôi. Mẫu em mang chỉ có 149 ngàn thôi chị yêu ơi. Lụa mango nè, form xè nhẹ cho mình, có may kèm túi ha. Ai lấy mẫu này chốt giúp em mã số 1509 kèm số điện thoại sau lưng khóa kéo nha. Rồi chuẩn bị em qua mẫu ạ. Lên tiếp một em váy nữa đang sale giá rẻ cho các chị yêu luôn ha. Em mặc trên người đây là 55 cân quay đầu nha cả nhà. 55 cân quay đầu. Thôi máy tính bị gì rồi ta. 55 cân quay đầu cho em các chị chốt đơn nha. Dưới 55 cân đặt đơn để em tư vấn luôn. Tiếp tục em qua mẫu nè. Rồi lên cái đầm này đi. Body cho em đi. Body dung dập ly ha. Em này cũng xinh nè. Này còn cũng mấy đơn à. Hôm qua em vừa kiểm tra là nó chắc khoảng chưa tới 10 đơn đâu, 6-7 đơn gì thôi. Còn 6-7 cái cuối em sale cho mình luôn cái mẫu đầm body này nha, rất là rẻ. Đang tìm đầm mà dáng ôm hay là dáng xòe hay là phong suông. Đó, muốn em mặc mẫu nào nhắn em ha. Em có nhiều đầm lắm, cho nên là mình thích mẫu nào nhắn em thì em lên mẫu luôn. Rồi đây, 1441 cho em ạ. Đầm body chất liệu là nhung dập ly nha. Rồi mẫu này em còn size 2XL nha cả nhà. Váy này em còn size 2X thôi. Còn mấy đơn hả? Còn mấy đơn cuối cùng size 2XL cho em 60-65 cân mình chốt đơn là đẹp nè. Màu nâu đồng nha, dễ thương ha. Đó, màu nâu đồng cho em nha. Rồi chốt đơn.
chốt đơn cho em mẫu đang mang với mức giá luôn. À, dạ được chị, cái này body mặc đi tiệc được chứ? Mẫu này đi tiệc cho em là quá đẹp luôn rồi còn gì nữa. 1441 nha, 119.000 đồng. Giá sốc chưa? Một cái đầm trung niên cao cấp sale 119.000 cho mấy chị luôn nè. Ai chưa có mẫu này đặt luôn em tư vấn nha. Mã đầm em mặc trên người đây sẽ là 1441 nha cả nhà. Em còn size 2XL nha, còn size 2XL cho em. Đó, ai size 2X 60 tới 65 cân mình đặt nha. 119.000 sale luôn. Còn có mấy đơn cuối nha, dán body cho em sẽ đặt xong. Này nó có co giãn nữa nè, mặc thoải mái lắm, không có bị là ôm bó đâu. Cái váy này mặc đi đứng bình thường này, đằng sau nó sẽ tà mấy cái đấy không, nó không có bị bó cái chân của mình ha. Sale luôn 119.000 cho em mẫu này. Hết size M chị Terasa ơi, em còn size 2X hả? Mẫu này em còn size 2XL nha. Rồi 119.000 ha. Không mấy mình cứ nhắn tin cho em đi chị, mình cứ nhắn tin đi để bên em kiểm tra lại cho nó kỹ nha. Em hôm qua em thấy là nó còn 2X đó, còn hôm nay để em kiểm tra cho nó kỹ nha, tại vì máy tính em nó bị lỗi rồi, không có vô kiểm tra được cái số lượng cho mấy chị nè. Mình cứ nhắn tin cho em đi ha, cứ bình luận bên dưới cho em, các bạn sẽ kiểm tra cho mình là coi có size nào vừa thì các bạn sẽ chốt nha. Rồi 119k mẫu này xinh không, cổ là cổ chéo nè, tùy chỉnh được độ kín hở nha, chất liệu dung dập ly cho em, sau lưng là khóa hở đó, bao nè dài qua gối luôn ha. Rồi thích body lấy cho em mẫu này nha, giá là 119. À em có body nữa, em có, nếu mà size M chị lấy đang thích đầm len không? Body em có size, em có mẫu khác nè, thích màu xanh hay màu đen, em có mẫu body này cũng xinh nè. Đây em có cái body này nè, đang sale hình như cũng có 100 mấy à, rẻ lắm. Đầm này của em còn hình như 2 size á, hôm nay mấy cái mẫu đầm là nó lẻ size gần hết trơn rồi. 1540 này 150 mấy chị, sale cái này 150 luôn ha. Nếu mà size M còn tem, có gì chốt giúp em cái mẫu này đi nha. À cái đầm đuôi cá này cũng đẹp nè, cái đuôi cá là chắc cú là còn size M cho mình nè. Đây cái đuôi cá này thì em còn size M này chị, thích đầm ren đuôi cá không, em mặc thử cho mình xem nha. Đây lên thử cho mình xem cái đầm ren đuôi cá đi. Còn cái dung dập ly của em á, hình như em nhớ là nó còn 2X thôi hà. Chị Trần Ngọc nè, rồi ok chị em thấy đơn của mình nha. Đây qua đầm đuôi cá mã số là 1543, mẫu này em sale cho mình luôn nè. Còn có mấy tháng cuối mà ren đi tiệc được nha. Em may cho mình là kiểu trơn đơn giản, chị nào thích mặc đơn giản thì để như này. À, còn không thì mình có thể phối thêm phụ kiện ha. Đây ren đuôi cá trang bên dưới sẽ là đuôi cá nè. Đó đi đứng bình thường. Mấy cái đầm body nhà em cái nào mặc cũng lên form, cũng thoải mái, không có bị bó đâu. Mặc đẹp mà còn phải thoải mái nữa. Rồi đầm này em có cho mình ha, mã số cho em 1543 cả nhà ơi. 1543 ren body nha, ren mềm không ngứa, ren mềm không ngứa nha. 149.000 xả kho luôn, 149k cho em mẫu này. Chị nào thích lấy ren này chốt giúp em 1543 nha. Đó cứ bình luận cho em đi, còn mấy đơn lẻ tẻ thôi nên là mình cứ lên đơn vừa thì em chốt ha. 150, 149.000 đồng nha. Ren đuôi cá, ren đuôi cá mã số là 1543 cho em nha. Bên dưới nè, mình thấy cái đuôi cá ở dưới không? Đó, đi đứng nhẹ nhàng cho em bước đi nè, không bị ôm bó cái phần chân của mình. Rồi phần eo may cao ha, mà cái màu đen là không có sợ lộ dáng rồi, phải lo luôn. Lại cần mấy chị xem kỹ các hoa văn của nó nè. Đợt này về nhiều ren lắm, chuyến này em về ren xòe quá trời, với lại ren ren body cũng rất là nhiều luôn. Đó, thích dáng ôm hay là dáng xòe mình có thể bình luận cho em. Dạ 149 chị Uy Trần ơi, đo thông tin đầy đủ đi rồi em tư vấn sai cho mình. Mẫu đang mặc là 1543 nha, 150 đây để em ghi giá 149.000. Đó, không ngứa chị ơi, mặc êm không ngứa, yên tâm cho em đi, không hề ngứa xíu nào luôn. Mặc dù là cái tay không có lót nè, mà cũng không ngứa nha. Còn bên trong đầm làm đứt đót toàn bộ cho mình luôn rồi. Nhận hàng em cho kiểm tra, cái này không phải sợ, tại vì trước khi mà em lấy tiền của khách là cho khách kiểm tra hàng. Đó, cho nên là vừa đẹp em mới chốt nha. Nhận hàng là được kiểm tra trước cả thanh toán nữa mà. Rồi, mua trên live vẫn đẹp như là qua shop mua vậy thôi, không có gì khác hết. 149k cho mẫu đầm này, mã số là 1543. Chị yêu nào chưa có mình đặt sớm giúp em ha. Mã sản phẩm và
kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà, giá sale 149. Cái này là không phải thở đâu nha, cái này em chưa kéo hết nè. Đó, nó kín ở trên nha, không có thở đâu. Nhiều khi tại em kéo nhanh á, nên là khoay phía sau mới chị thấy là ồ đằng sau sao nó có xẻ về, là không phải nha. Đó là em chưa kéo hết khóa thôi. 149 cho chị Đặng Dung nè. Rồi còn nhiều nào không, chốt giúp em mã số là 1543 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Xe trên line 149.000 đồng nha. Rồi tiếp theo em có một cái đầm khác cho mình đi, lên mẫu nha. Qua mẫu khác nha các chị ơi, muốn lên mẫu nào bình luận cho em biết nè. Rồi tiếp tục đây, sơ mi maxi đi. Sơ mi maxi ngày hôm nay cũng đang có full size cho mình luôn. MLXL2X đều còn nha, nhưng mà giá rẻ. Yên tâm cho em là trong line là giá tốt hơn bình thường. Đây, một cái đầm sơ mi vải chip phông, cái chị có thể mặc đi chơi, đi làm, đi tiệc luôn. Họa tiết của nó là họa tiết maxi nha. Đây, họa tiết maxi nha cả nhà. Hoặc là mình thích họa tiết như nào, ví dụ như là phía sau em có treo một cái bell nè, hoa nè. Đó, em còn có sơ mi chấm bi nè, sơ mi thổ cẩm nè, rất là nhiều luôn. Caro cũng có luôn. Đó, muốn em lên mẫu nào cứ nhắn ở phía dưới cho em ha. Rồi, tiếp tục mẫu này em sale 179.000 luôn. 179.000 cho mẫu đầm sơ mi này của em. Mã số là 1464. Sơ mi 2 lớp hồng mỏng. Nhà em may cho mình nha, như là vải form nè. Đầm chip phong đây, em mặc là chip phong nè. Đó, hoặc là cái này là von cá nè, thì đều sẽ có lót ở trong ha. Trừ trường hợp vải nó dày dặn sẵn như là vải lụa hay là cái bell phía sau em là vải châu tôn thì nó không cần lót nha, tại vì nó đã dày dặn sẵn rồi, nó không có mỏng, cơ bản là nó không có mỏng, chứ không phải là em tiếp vải với chị đâu, nên như cái này mỏng là em đứt lót liền ha. Rồi em này mã số nè, 1464 nha. Đang tìm đầm mà kiểu thích lịch sự kín đáo á, thì lấy sơ mi hoặc là cổ vét, em có đầm vét nữa. Rồi cái này trước đi, 1464 179.000. Quá rẻ luôn. Em chào chị Khả trước nha. 1464 nè, 179.000 cho em mẫu đan ngang. Chất liệu là vải chip phong. Ở đầm này của em thì nó có một màu thôi. Để ý nha, mỗi một mã số các chị thấy á, em về có một màu. Trừ cái này nè. Đây, trừ hai cái đầm họa tiết 3D này nè, em về hai màu cho mình hay không, cái nào mà hai màu em giới thiệu liền, còn lại đa số là một màu thôi, không có, ít khi có về hai màu nhưng mà ít lắm. Nguyên đợt hàng về được có mỗi mẫu 3D đó là hai màu thôi đó. Đó, còn lại là cứ mỗi mẫu một màu khác nhau ha. Rồi em mặc 1464, chị nào ưng thì lên đơn trong like nha. 179.000 cho em. Rồi tại shop bao nhiêu? 450. Tại shop đang sale 450 nha, trên line có 179.000 thôi. Cái màu này mặc gọn nè, chị nào tròn người ha, dáng tròn có bụng, không tự tin mặc đầm ôm hay là không dám mặc mấy cái đầm màu sáng á, thì đây tham khảo cho em mẫu này, có 179.000 thôi, lên form gọn dáng liền. Có cổ có tay, form xòe dài qua gối. 179k lấy mẫu em mang chút 1464 kèm số điện thoại. Lấy mẫu em mang chút 1464 kèm số điện thoại nha cả nhà. Đừng quên chia sẻ like cho em ha, mỗi chị 3 lần. Lên trang cá nhân hoặc lên trang các hội nhóm nha. Lên trang cá nhân hoặc lên trang các hội nhóm nha các chị yêu ơi. Cố gắng mình đặt sớm cho em nè. Có gì bên em sẽ alo trực tiếp và tư vấn cho mình ha. Nhận hàng được kiểm tra trước thanh toán. Mẫu đang mang mã số là 1464 nha. Xin hông nè, 179.000 hôm nay thôi. Chúc cho chị Trang và mẫu đầm của em mấy ngày nhận hàng rồi. Hôm nay chị ví dụ như tối nay mới chị đặt hàng ha, là ngày mai bên em đóng hàng, tại vì tối là kho về hết rồi. Đó, tối là chỉ có còn nhân viên chốt đơn thôi. Còn mà gói hàng á là sáng mai bắt đầu. Ngày mai bắt đầu là khoảng tầm 9 giờ. Bắt đầu 9 giờ là các bạn sẽ gói đơn của tối ngày hôm nay, sau đó là bàn giao vận chuyển luôn. Thì thường 2 đến 4 ngày các chị sẽ nhận được hàng nha. Ráng đi nguyên like tối nay, thích cái nào gộp đơn cho em, mai em đi hàng một lần luôn. Tổng 600.000 em miễn ship. 48kg vừa size M chị Lan Trần. Cái này có dây cột eo nè chị coi. Đây, riêng cái mẫu này thì khỏi lo luôn. Cái khác thì có thể hơi rộp. 48 kênh mẫu khác có cái vừa có cái rộp, nhưng mà em này thì không sợ. Nè, có dây cột eo đã không? Đó, mặc rộng cột vô xong liền. Đây, cột vô cái là vừa y với người mình, giống như là may riêng cho mình luôn, không cần chỉnh sửa gì thêm. Mua cái đầm này là khỏi cần tốn tiền sửa luôn.
đó, H4 nè, LR là vừa y liền thấy không? Rồi 179.000 cho em mẫu đồng này nha. Form xề hai lớp có màu túi ạ. 1464 họa tiết mắt xích diện xích dọc. Cái xích dọc nhìn nó gọn người. Cái mẫu này các chị yên tâm mặc nhìn không có lộ dáng đâu. Đó, ok chị và Linh Trần có đơn ha. 1464 nha, kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Rồi chuẩn bị em qua mẫu nè. Đẹp ha, mẫu này mặc sang quá trời. Trời ơi, mẫu này mấy chị mua về đi làm mặc cũng được nữa. Đi làm đi chơi gì mà cũng được luôn á. Rồi tiếp tục bây giờ em qua mẫu nha. Hay là mặc cái đầm ren phía sau không? Có muốn em lên cái ren sau không? Ren sau này em còn có hai size à. Không biết có về thêm không nữa. Cái này hên xui nha. Còn hiện tại thì em còn có sẵn á. Có sẵn để cái chị đặt em giao liền luôn á. Còn có M với L thôi. Nếu mà size lớn thì mình đổi sang cái ren khác cho em đi. Size lớn em có cho mình nè. Mới về cái ren xanh đẹp lắm mấy chị. Em mới về cái ren xanh kim star đi tiệc đẹp nè. Mà nó cũng hết 2X rồi, thấy không? Để ý mấy chị ơi, mấy cái đồng này nó nhanh cháy hàng dữ lắm. Đều là hàng mới luôn á. Đều là hàng mới về mà cái nào cũng lẻ size hết trơn rồi. Em này thì có kim tuyến nè. Đó, cái màu xanh này thì sẽ là kim tuyến lấp lánh cho mình full đồng luôn. Đó, thích màu xanh kim tuyến không? Thích xanh kim tuyến nhắn em rồi em giới thiệu nha. Còn bây giờ em sẽ lên cho mình là cái màu này. Em lên cho mình cái hoa màu hồng hồng tím tím này đi. Mẫu này còn có hai size à. Sale hết em bỏ mẫu chứ cũng không có. Không có hứa trước là có may lại hay không nha. Đó nè các chị ơi, đang có size nào của mình chốt luôn đi. Hôm nay giá rẻ nè. À chị Bích Trâm ơi, size M nhà em là eo khoảng tầm 70 á chị. Eo số 8-70 chốt size M cho em ha. Rồi tiếp tục em qua mẫu nha. Đây lên cái đầm ren cho mấy chị đi tiệc. Chị nào mà dưới 55 cân nắp cái này đẹp nè. 55 cân đổ về cho em chốt mẫu này đi. Mã số 1461 cho em ha. Ren hoa siêu phẩm luôn. Ren về cái mẫu này em nói khách nhận hàng chị nào cũng khen. Đó, coi trên livestream là thấy đã khen rồi. Đến khi mà nhận hàng nha còn mê hơn nữa. 299k cho em mẫu đang mặc luôn. 1561 nha cả nhà ơi, chốt đơn cho em mã số này là 1561 nha. Chốt đơn cho em mẫu này là 1561 nha cả nhà, đang sale ha. Hôm nay chị nào ưng thì đặt luôn để em tư vấn nè. Ngoài livestream này em đang bán là vẫn mẫu này tại shop là 490. Cái ren em mang nha tại shop 490. Live này em sale luôn 299.000. Hai lớp không mỏng chị, ren là auto hai lớp nha. Nếu mà ren mà không lót là nó sẽ bị xuyên thấu. Đó nên là bắt buộc phải kèm lót ở trong. Như mình thấy nè, em mặc nè không hề mỏng lộ luôn. Đó, màu đẹp chưa? Hôm trước về cái mẫu này có cái hoa nhí cũng xinh lắm, hoa nhí hết hàng rồi. Bây giờ còn cái hoa em mặc thôi. 1561 nha, tay là tay phồng nè. Chị nào bắt tay to không lo chật nha. Mặc thoải mái cho em, phần tay rất là xinh luôn. Nhúng ở ngoài nè, nhúng ở trên vai ha. Và nhúng ở cái phần ngoài đây luôn, dễ thương không? Rồi, sale 299.000. 1561 cho em nha, sale luôn là 299. Đó, 299.000 nha cả nhà ơi, còn hai size cuối ML. Chị nào 55 cân quay đầu cho em chốt đơn nha, xinh lắm. Bộ này mặc đi tiệc đẹp nè, đi chơi, dạo phố, cà phê, đi tiệc đều xinh cho em luôn. Còn hai size cuối tranh thủ mình đặt sớm. Còn hoa nhí hả chị, hoa nhí em còn đầm von được không? Hoa nhí em còn mấy von này xinh nè. Hoa nhí đầm von cho em đây. Hoa nhĩ von mẫu này được không? Xinh lắm, hoa nhĩ màu vàng, nền màu xám và hoa nhĩ của nó màu vàng và xanh xanh rất là dễ thương. Mẫu này mặc nhìn trẻ với trắng da nè. Màu không có bị quá lè lè đâu. Tuy là hoa nó màu vàng nhưng mà kết hợp với cái tông nền vô, cái nhìn cái màu nó nhã nhặn dịu lắm. Em mang thì hai size chị Nguyễn Huệ nha, ML cho em. Rồi, đang mặc còn hai size cuối ML sale luôn là 299 nè. 299.000 đen xề dài hai lớp cho em nha. Bên trong đứt lót không mỏng. Rồi qua mẫu, lên một cái đồng hoa nhĩ von nha. Mã này cho em là 1535. Đồng von tâm hoa nhĩ mã số là 1535 cho em đi, 150 xả kho luôn. 149 tha cho em mẫu này, lên đơn 1535. Kèm số điện thoại sale 149.000. Đây, von tâm hoa nhĩ, von thì hai lớp nha, đầm von thì chắc chắn là hai lớp rồi. 1535 nha cả nhà, sale luôn ha, 100 mà. Rồi 149.000 cho em nha, 150 luôn á.
150 cho mấy chị luôn. Bình thường 302. Bình thường em váy này mới về nha, là em đang bán là 319.000. Vậy mà hôm nay xả kho còn mấy đơn cuối size M, là cái size em đang mặc nè. Size M là size em đang mang ha, dưới 50 cân vừa đẹp. Đó, 149.000 luôn, quá xinh mấy chị ơi, không có túi. Mẫu này là size dài cho em sau lưng khóa kéo thôi, không có túi nha. Ai thích có túi em lên kiểu khác nha. Hoa có túi để em kiếm kiểu khác, chứ bộ này là không có túi rồi. 149.000 nha, 149.000 đồng. Chị yêu nào chưa có đặt đơn sớm để em tư vấn luôn. Giao hàng đến tận nơi hỗ trợ cho các chị yêu là xem hàng trước thanh toán nha. 43 hả chị? 43. 43 150 chị thả trước thôi. Giá hả chị, hỏi giá hay size? Size M. 43 còn size M nha, 150. 150 nha chị Khải Trúc, sale sale 149.000 trên like. Em còn size M, size 50 cân quay đầu á. Rồi, còn đầm em mặc nha. Đầm em mặc trên người đây, mã số. Wi-Fi chán vậy trời. Kỳ vậy te. Rồi, đầm em mặc trên người đây, mã số là 1535. Mẫu này em cũng còn size M nè. 1535 em còn size M nha, sale luôn là 149. 149.000 cái đầm von luôn, dễ thương. Mẫu này mặc hàng ngày đi chơi, ở nhà cũng mát, dễ thương. Có 150.000 thôi. Mua mặc hay mua tặng gì cũng được hết trơn á. Form xòe không lo, kén dáng hả. Đầm này size M là cái size em mặc luôn á. 50 cân đổ về hoặc là eo dưới 70 là ok nha. Giá sale hôm nay 149.000 nè. À, bell đủ size chị ơi. Bell này em còn full size nè, 269. Semi bell ha. Cái bell hồi đầu lai em mặc 150.000, nó còn hai size ML nè. Cái bell đầu lai em mặc 149.000 thôi. Nhưng mà nó lại size cái bell cổ vuông. Đây, đầu lai em mặc cái bell nâu cổ vuông này nè, 149, size nhỏ M với L. Còn em đang mặc đây thì em còn full size. Em đang mặc đây thì nó sẽ còn full size cho mình luôn, sơ mi. Cái này thì có cổ nha, chân vải súp ly được không? À không vừa gì khả trước rồi hả? Tiếc quá, bộ đó em lẻ size rồi. Còn cái nào ren, mấy bốn cái đầm ren luôn á. Mấy cái body ren chuyến này về là đều lẻ size hết trơn luôn rồi. Ren xè cũng lẻ luôn, không những ren body mà cả ren xè cũng lẻ size luôn mới ghê chứ. Đợt này mấy chị sắm đầm ren quá trời luôn. Chắc đang vô mùa đi tiệc nè, ai cũng mua đầm ren hết. Có mấy chị mua đồ đủ màu luôn. Nhiều khi em về ren 3-4 màu, mấy chị khách mua hết trơn 3-4 màu luôn. Đây là lẻ size, đụng vô cái nào cũng lẻ size hết trơn hả. Rồi, em coi cho mình xem mẫu này đi. Em còn mấy cái ren xòe đúng không? Ren xòe thì có cái full size hơn á. Body là hình như mỗi mẫu còn có 1-2 size hả. Rồi, cái kim size phía sau cũng đẹp á. Cái ren kim size phía sau á, cái bell á cả nhà, là nó còn được 3 size á. MLXL nha. Cái ren sau này của em còn 3 size, xíu em mặc cho mình coi, đi tiệc xinh lắm. Nó sẽ có kim sa full đầm luôn. Rồi qua đầm bell của em ha. Bell em mặc là bell cổ sơ mi nha. Mã số là 1518 nè. 269 thôi. 1518 em này vẫy châu tôn, không có cần lót luôn mà nó không có mỏng. Không cần lót cũng không lo mỏng luôn. Form là form xè, xíp ly cho em phần chân váy. Rất là đẹp. Váy này là nhận được review nhiều nè. Khách em nhận hàng đều khen hết rồi đó. Ở đây chị nào chưa có đặt thử nha, trải nghiệm nha. 269.000 thôi. Thay vì cầm hai đôi váy đi chợ chưa mua đủ tiền vải, hoặc là em thấy nó còn rẻ hơn một cái áo sơ mi ngoài kia bán nữa. Trong khi em mặc là cả cái đầm luôn ha. Em mặc là nguyên một cái đầm dài có cổ có tay nè, sau lưng khóa nè. Đó, xếp ly cho mình chân váy xinh không. Rồi mẫu này 269, chị nào ưng chốt giúp em 1518 nha. 1518 và kèm cho em cái số điện thoại ha. Sale cái gì đấy? Ôi trời. 1518 kèm số điện thoại cho em nha. Hôm nay sale cho mấy chị luôn. Mẫu đang mang với mức giá chỉ có là 269.000 nha cả nhà. 269.000 đồng nha. Chị nào chưa có mình đặt sớm cho em nè. Ui ui. Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại là được nha. Rồi, em mặc trên người mã sản phẩm 1526 ạ. Đầm này chất liệu vải châu tôn nha. Chị nào mà trào người có bụng á, lựa mấy cái mẫu súp lê như này nè, mặc lên cho nó gọn dáng, không có lao lộ bụng luôn. 1518 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. 269.000, rẻ không? Quá hời luôn.
269.000 đồng, chị khách nào chưa có bình luận liền tay cho em. Mã số sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha, nhớ trước trên like á. Ngoài like em đang bán tại shop là 450. Nếu bây giờ chị nào qua trực tiếp cửa hàng em thì cái mẫu này vẫn sẽ hơn 400. Trong khi ngồi ở nhà coi like có 249.000 quá rẻ. 249.000 trong buổi like này của em ha. Xin thầm, ok 269 em nhập. 269.000 cho em nha. 269. Đi chơi, đi làm mặc được, có cổ lịch sự, vừa đẹp vừa lịch sự kín đáo. Rồi em qua cái đầm kim sa mình coi thử đi. Nếu mà đi tiệc nè, coi cho em mấy cái mẫu này nè. Linh linh lấp lánh nè. Đó, full đầm sẽ lâm lấp như thế này nha. Ở trên line là nhìn chưa có được đẹp đâu, chứ ở ngoài nhìn là siêu phẩm luôn. So với trên line của em thì bên ngoài sẽ đẹp hơn nhiều. Màu xanh kim tuyến em còn 3 size. 3 size thôi đó, hết 1 size rồi đã hồng. Trong khi là cái mẫu này mới về luôn á. Cái màu xanh này mới về của đợt này luôn, hàng mới nhất luôn. Mà lẻ size mất tiêu rồi. Tranh thủ giúp em nha. Có mấy mẫu nó cũng lẻ size rồi đó. Coi cái nào ưng nè, rẻ có size của mình thì chốt luôn nha. Tại vì đợt sau là em sẽ về kiểu khác nữa. Chuyến hàng sắp tới em sẽ có về cho mình chất liệu mới. Sắp tới em sẽ về cho cái chị cái loại vải là vải linen gân đó cả nhà. Rất là đẹp luôn á. Nè nè, em cho mình nhá hàng thử nha. Nhá hàng cho mấy chị coi thử về cái chất rất là đẹp luôn. Đây, sắp tối em sẽ về cho mình là cái chất liệu này nè cả nhà ơi. Linen gân nè. Đó, cái họa tiết ca sọc sọc ca rổ trên vải các chị thấy không? Đây là hàng mới của nhà em sắp về ha. Nhìn ở ngoài xinh lắm, bây giờ với cái màu đen này phải mặc lên form cơ. Bây giờ thì chưa về rồi, bây giờ chưa có hàng sẵn, chưa có like được đâu. Khi nào em về hàng em sẽ giới thiệu cho mình. Rồi bây giờ sang sale đi. Bây giờ mình sang sale đỡ đi. Mẫu đen đi tiệc của em mã số là 1582. 1582 mỗi đầm này em sale cho mình là 369 ạ, còn có 3 size thôi. Sắp cháy hàng rồi nha, sale rẻ luôn. 550 tại shop, trên line của em giảm còn 369.000 đồng. Nguyên cái đầm đen xòe cho em không lo độ dáng nha. Tròn người ốm người mang được, cái màu này một xanh đậm mà đâu có kém da đâu. Da trắng da ngâm mặc được hết. Chị Châu Ngọc ơi, eo 71 lấy size L cho em đi. Eo 71 lấy size L cho em chị yêu nha. Là sẽ thoải mái ha. Mẫu này eo dưới 70 là lấy size M cho em là ok rồi. 1582 đúng rồi nha. Cái cổ đó sẽ là cái cổ giống như là vuông tim cho mình nè. Rồi tay phồng nha. Phồng váy xòe, mẫu này có túi nè. Đó, ai thích có túi lấy cái này cho em ha. Ở ngoài chị xoay nhẹ vậy thôi là thấy cái đầu mới lung linh liền. Trên like nhìn không rõ ha. Trên like mà đứng xa tầm này chắc không thấy kim tuyến luôn đúng không. Form đẹp nữa, chất đẹp luôn. Cái form váy nó xè không lo lộ dáng luôn á. Rồi em mặc trên người mã số 1582. Có giao hàng không em? Có chứ chị, mua trên line là giao hàng chứ. Vậy ở đâu? Em ship đồng giá tất cả các quận trong thành phố nha là 20.000 đồng. Và ship tỉnh chỉ có 30.000 đồng cho mấy chị thôi. Đó là đồng thời là hạt đồng em cũng đã sale luôn rồi đó. Một đồng vẫn giao. Nếu hôm nay mình mua chỉ có một cái đồng của em thôi, em vẫn giao hàng bình thường. Nhưng mà một đồng thì sẽ chưa đủ điều kiện receipt. Tại đơn 600 mới receipt mà. Còn đồng này đã tới 600 đâu. Em mặc có 300 mấy thôi, 369. Đâu có mấy mẫu 150, 120, 140 nữa. Rồi ráng gộp đơn cho em 600 ngày được miễn ship nha. Đồng em mặc là 1582. Và nhớ kèm cho cái số điện thoại nè, form váy xòe bay kèm túi bên trong giúp lót nha, ren kim sa đi tiệc đẹp, bên trong lót không mỏng nữa, không mỏng với lại cũng không ngứa luôn, không hề bị châm chích nha, dễ thương không? Sắm bộ này đi tiệc mấy chị, mua về để dành bỏ tủ cho em, đi siêu xinh luôn. Rồi 369.000 nha cả nhà. Nha cả nhà ơi, chị nào chưa có mình đặt sớm giúp shop nha. 1582 và kèm cho em cái số điện thoại dễ thương ha. Cái màu cam phía sau hả? Rồi cái này là von cho em. Cái cam này là váy gọi là váy họa tiết 3D á. Đây. Cái mẫu này là súp ly nè, em này là dân váy súp ly ha. Mẫu này họa tiết 3D xinh không? Màu cam cam nè, cái họa tiết nó nhìn ở ngoài đẹp lắm. Trên live sợ mấy chị thấy không rõ nè. Đây, một khu rừng cho em, trời ơi, xuất sắc mấy chị ơi. Họa tiết 3D có những cái cây in rõ và những cái nó ẩn chìm ở bên trong. Mình nhìn cái thấy nó chìm, nó sâu hút liền luôn đúng không? Nhìn rất là hút mắt luôn á. Em có màu cam và cái phía sau là em có màu tím nha, tím đỏ đỏ. Đó là tím tím hồng hồng, nói chung cái màu đó nó cũng lạ. Màu cam này cũng lạ nè.
Em này cũng rất là lạ luôn, em thử màu cam nha. Rồi em mặc là màu xanh ha, đầm đen xanh 1582. Váy đen xanh kim sa mã số là 1582 nha cả nhà. Sale trên line này là 369.000 nha, 369.000 đồng. Chị yêu nào chưa có mình đặt sớm cho em nha. Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại là ok ạ. À. Rồi tiếp tục em có cái mẫu này cho mình nha. Đây mã số là 1 à. Mới đọc xong luôn á trời. Quên nữa rồi, đợi em một xíu. 1557 nha. Rồi, đầm hoa 3D. Họa tiết 3D của em đây có mã là 1557 nè. Xinh lắm, cái màu này lạ. Màu này nó không có bị dư tuổi đâu. Hai trung niên các chị mang đẹp, bà trẻ mang cũng được, không có phải cái kiểu dư tuổi nha. 279.000 cho em hai size ML nha. Em còn hai size ML sale cho mấy chị yêu luôn là 279.000 đồng. Chị Hà trong khoảng tầm là 40-55 cân, mặc đẹp ha. Xin ông màu cam nha. Em cầm cho mình coi cái màu tím tím phía sau luôn. Hai màu nào cũng đẹp. Mấy chị khách em là cũng mua hai màu luôn á. Mấy khách quen nhà em mà thích cái họa tiết này nè, hoặc là thích cái kiểu váy xè xè xếp ly này nè, là quất luôn hai màu về thay đổi luôn đây. Chứ bây giờ màu nào cũng đẹp nè, đã không khó khó chọn không. Rồi hôm nay cả hai đều lễ size luôn, tại vì đa số khách mua một cặp cái bây giờ nó hết, nó cũng hết đều luôn. Cái cam em mang cũng còn ML, cái tím này cũng còn ML luôn. Rồi 55 cân đổ lại mình có thể chốt đơn nha. Nếu thích màu cam chốt giúp em là 1557, còn thích cái tím này nè, cái tím là 1556 nha. Nhớ mã nha mấy chị ơi, mình đặt hai màu thì không nói rồi, còn nếu mà đặt riêng từng màu á coi chừng nhầm mã nha. Rồi theo thứ tự đi, tím là 1556 trước nè, màu tím mã số cho em 1556 nha. Họa tiết 3D rất là sang. Đây chân váy là xếp ly cho em ha, sau lưng khóa kéo nha. Rồi 1556 cho em là màu tím, em ướm với mình coi cái form nó cũng giống cho em mặc thôi, hai cái một cặp mà đó. Màu tím là 1556 và màu cam sẽ là 1557 nha. Nhớ đặt đúng cho em coi chừng nhầm á, thích màu này chút lộ mã kia là chết luôn đó nha. Đó em chào chị Ngô Hạnh ha, em chào chị Hạ My ạ. Sáu em vẫn hỗ trợ đổi nhưng mà đổi nó mất thời gian của mình đúng không, đó nó mất thời gian của mình nữa với lại tốn phí ship nữa. Rồi size 2 hả chị, hết rồi chị Thi ơi, em còn mờ với lờ thôi. Dưới 55 cân mình chốt cho em nha, màu nào cũng đẹp, hai màu này nó đẹp lạ, cả hai đồ đẹp lạ nên là khó để mà suy nghĩ luôn á. Bây giờ ôm thì chốt thôi, hay là trong tủ chưa có màu nào thì chốt thôi, chứ giờ so cái màu nào đẹp hơn thì hỏi em cũng không khó trả lời lắm mấy chị, màu nào cũng xinh hết đó, màu nào cũng đẹp nha. Lấy đỏ là 1556 nè, đỏ tím nè, đỏ tím 1556 nha cả nhà ơi, thích đỏ tím không, 1556 cho em. Hay là màu em mang là 1557 nha, màu em mang là 1557 nha cả nhà. Ơn màu nào chút hả tương ứng cho em nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu nè, lên mẫu nào đây ta, có muốn coi màu nào phía sau em không? À, đầm 2 XL còn không em, mẫu này hả chị, hết rồi. Mẫu em đang chỉ còn size M và L thôi, 55 cân quay đầu, 55 cân quay đầu cho em nha, hai size ML đó, size lớn hơn em mà bán hết rồi và không về thêm nha. Bây giờ còn bao nhiêu là sale hết cho mấy chị, lên bỏ mẫu luôn. 2X để em kiếm mẫu khác cho mình, size 2X đúng không? 2X để em nghĩ coi có cái nào à sale cho mấy chị không nha. Bây giờ mà đây nè, cái này full size luôn nè. Đây mẫu này đi, mẫu đầm này cho em là đầm mà thổ cẩm, họa tiết thổ cẩm này cũng lạ, đẹp lạ mà không đụng hàng. Cái này là hàng nhà em thiết kế nha, tất cả các mẫu đang xem like của em là nhà em may luôn đó. Trên từng đầm sẽ có tem mạc nhãn mác đầy đủ nha cả nhà, đây là mình cứ yên tâm ha, nhận hàng kiểm tra rút thanh toán đó, 100% hàng chuẩn mẫu giúp em ạ. Đây lên cái hộ cẩm này đi cho nó full size, vừa đẹp vừa rẻ mà chị nào cũng có thể mang được luôn và mang được nhiều dịp luôn, đi chơi đi làm gì cũng được cho em, xinh lắm. 199k thôi, có cỡ nha, đầm sơ mi. Rồi 1526 nha, sơ mi thổ cẩm màu lạ nè, không có kén da đâu. Màu này của em là màu xanh đậm ha, màu xanh đậm không kén da, 199k đây.
Rồi 1526 giúp em ha, 1526 sale luôn với giá tiền chỉ có là 199.000 nha. Mẫu mẫu bên shop chị mặc à, vừa size luôn nè. Rồi vậy là hên luôn á, khỏi cần đi may đúng không? Nếu mà đã mặc vừa hàng nhà em rồi nha, size nào mặc vừa là cứ size đó mặc tới thôi. Về mẫu mới thì cứ lấy cái size đó đúng không? Đã mua váy nhà em size nào vừa thì mốt em về hàng cứ vậy mà đặt hàng thôi. Trừ khi nào mà cái đồng đó cái size nó có độ co giãn hoặc là form nó bị bé, nó bị to thì mới thay đổi. Chứ em bảo là size chuẩn thì cái chị cứ đặt như bình thường nha. Đang thổ cẩm em size chuẩn nè, thổ cẩm em mang là size chuẩn nha cả nhà, ML XL 2X giúp em luôn. Đây form nè, xòe dài cho em luôn. Mẫu này không có túi nha, xếp ly toàn bộ từ trước vòng ra sau, bầu bỉ mang ok. Quan trọng là eo nè, eo 84-85 cho em thì được nha, còn bụng thì thoải mái. Đó, 199.000 cho em mẫu này, họa tiết thổ cẩm. Lạ không? Khỏi đụng hàng luôn, bây giờ kiếm cái này ở ngoài không có đâu. Hàng nhà em may, trên đầm có tem mạc nhãn mát sao mà có được. Đó, nền xanh họa tiết cho em ha, xin tay lỡ nè, đi làm đi chơi được nha. Chị Ruby một cái size L đúng không? Rồi chốt lại giúp em đi chị. 1526199k nha, 1526199. Ghim giá nè, váy không cổ hả chị? Không cổ hả? Cổ tròn, cổ tim này kia được hơn đúng không? Cái bèo phía sau 150 nè. Cái bèo đó khách em nhận hàng đều khen nó trẻ nha. Đừng nghĩ bèo mà dung niên nha mấy chị, bèo mà cái kiểu nó dễ trung. Đầm nó bèo mặt trẻ trung dữ lắm. Rồi khoan để em nghĩa coi còn cái nào không. Bây giờ trẻ trung cũng hơi, tại vì cũng tùy gu thẩm mỹ mỗi chị nữa đó. Cho nên là em cũng không biết là đối với mình là cái kiểu như nào là nó trẻ cả nhà. Rồi em mặc trên người là 1526 nha. Cái đầm hổ cẩm của em trước mặc 1526 trước nha. Xe 199.000 mấy chị ơi, tranh thủ mình đặt sớm nè. Lễ sao hết trơn, lần trước em có mấy cái đầm dễ thương lắm. Mấy cái vòng mà nó kiểu nó tươi tươi một xíu á, thì đa số mấy chị trẻ mang được. Mà nay nó cháy hàng hết trơn rồi. Cháy hàng hết trơn mấy chị ơi, giờ lễ size không à. Peo thiệt 150 là sale rồi đó. Hai size ML cho em nha. Rồi em có cho mình để em nghĩ là còn cái nào chưa lên không. Nãy giờ có mẫu nào chưa lên không te. Em mặc trên người đây mã số là 1526 nha. Chuẩn bị em sẽ qua cho mình xem thêm một em váy khác nữa nè. Hiện tại bây giờ đợt này toàn và dạ hội này kia không ăn. Cái mẫu này, mẫu này em thấy mặc nó không có bị dồ đâu chị, màu đen. Váy màu đen cái kiểu này xinh lắm. Mẫu này em đang sale luôn nè. Nó còn nhưng mà nó lẻ size, nó còn size nhỏ nha, nó còn size M chị Bảo Anh, size M vừa không, dưới 50 cân cho em nha. Đây để em qua mẫu. Thổ cẩm là 1526 nha, 199.000 em còn full size. Rồi qua đầm sale cho mấy chị nè. Đầm này của em lên form rất là dễ thương luôn. Màu đen quốc dân rồi, khỏi cần suy nghĩ nhiều ha. Màu đen ai bận cũng đẹp. Đây, lên cho mấy chị một cái đầm. Bộ này mặc đi tiệc cũng sang nữa. Đó. Rồi kiểu nó sẽ như thế này ha, đơn giản. Đơn giản mặc sang cho em, mỗi đây trẻ mang được, em còn mặc em cũng thấy đẹp nữa. Em mặc hồi đây cũng thấy nó đẹp luôn nè. Không phải kiểu dừa tuổi đâu mình thấy không, đơn giản như này thôi. Chất liệu em này sẽ là von nổi nha, thấy những cái họa tiết ở trên đầm của em không. Đó, còn cái đen có rồi, trời ơi. Đúng ngay cái đầm mà em bảo với chị trẻ trung mặc được luôn đúng không, có luôn rồi. Ơi có bộ này rồi, họa tiết quá vậy, đầm này em đi sale rồi xong. Ôi sụp nguồn điện thoại rồi. Rồi em mặc trên người đây mã số là 1531 nha cả nhà ơi, 1531 cho em ha. Với chất liệu là von bi nổi. Rồi đầm này hôm nay sale 99.000 luôn, chơi lớn luôn. 99.000 nha, vậy thôi đợi hàng mới đi chị, đợi hàng mới về đi sẽ có mấy mẫu trẻ trung. Còn đợt này là đó, mấy chị thấy đó ha, là đầm tại vì hàng mới về nè, mấy cái dáng dài dài này thôi. Còn em mặc thì nó lẻ size mất tiêu rồi, 99.000 xinh lắm. Nên xả hàng lỗ vốn luôn á. Rồi ai lấy mẫu này chốt giúp em 1531 em sẽ 99 nha, còn có mấy đơn thôi. 1531 SC99K nha, còn vài đơn cuối cùng chị nào chưa có mình đặt sớm giúp em ha. Mã sản phẩm và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà, đừng quên là chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần nha. Lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm nè, lên trang cá nhân hoặc lên trang có hội nhóm nha cả nhà ơi, cố gắng mình đặt sớm giúp em ạ. Giao hàng đến tận nơi hỗ trợ cho cái chị yêu là xem hàng trước thanh toán nha. Rồi mẫu em đang mặc là 1531 nha cả nhà.
Mẫu em đang mặc là 1531 nha. Chị nào chưa có mẫu này bình luận bên dưới giúp shop ha. Rồi ba la này em sẽ lưu lại. Chị nào chưa có thì mình có thể xem lại rồi giúp em. Và nhớ bấm tích trang nha, để khi nào em có live stream sẽ thông báo cho mình ha. Hẹn lại các chị vào live stream ngày mai đi. Ngày mai sẽ có live stream tiếp cho các chị mình. Đó, vô trang nhớ bấm theo dõi bên em. Rồi khi nào hàng mới về các chị cũng sẽ cập nhật được luôn. Bây giờ thì chúc các chị có buổi tối thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại em vào những live stream sau nhé.